gần 1 triệu quân Ukraine đã thiệt mạng. Kiev thừa nhận Nga đang tiến quá nhanh ở mặt trận Donetsk. Tổng thống Putin nhận tin tích cực về tình hình ở Kursk. Chuyên gia Mỹ cảnh báo ông Putin đã sắp xếp mọi thứ ở Kursk. Tổng tư lệnh Ukraine được thăng quân hàm đại tướng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cựu sĩ quan Mỹ Scott Ritter tiết lộ 700.000 chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và con số này sẽ chỉ tăng lên. Trên mạng xã hội X, ông Scott Ritter viết rằng ông Zelensky có tội trong cái chết của 700.000 binh sĩ Ukraine. Trước đó, ông Zelensky trong video đăng trên mạng xã hội X nhân ngày độc lập của Ukraine nói rằng Kiev sẽ luôn tưởng nhớ các quân nhân đang ngã xuống. Ông Ritter trả lời bài đăng của Zelensky rằng hầu hết trong số họ, tức quân nhân Ukraine, sẽ sống sót đến ngày hôm nay nếu ông không cho phép Ukraine trở thành công cụ của NATO. Nếu bạn chọn hòa bình thay vì chiến tranh. Như chuyên gia này lưu ý, 700.000 chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột và con số này sẽ chỉ tăng lên. Như Sergei Shogu, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, đã báo cáo vào tháng 4 rằng Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 lên tới gần nửa triệu quân nhân. Vào cuối tháng 7, Tổng tư lệnh Ukraine Alexander Zelensky từ chối tiết lộ dữ liệu về tổn thất trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi vào tháng 2, chính ông Zelensky tuyên bố rằng quân đội được cho là chỉ mất 31.000 người thiệt mạng kể từ tháng 2 năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CNN, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Mironograd, Yuri Teretiak cho biết, quân đội Nga đang tiến quá nhanh. Về vấn đề này, thành phố đã đẩy nhanh các biện pháp sơ tán cư dân đến miền Tây Ukraine. Ông Yuri Teretiak nói, quân đội Nga đang tiến nhanh hơn dự kiến, vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể để sơ tán mọi người vào cuối tuần. Theo ông, nhiều cư dân trước đó không muốn rời khỏi địa phương này hiện đang rời đi hàng loạt. Trước đó, ông Teretiak đã thừa nhận rằng trong khi Pokrovsk vẫn còn 2 tuần trước khi quân đội Nga đến, thì Mironokrad chỉ còn vài ngày nữa. Tính đến ngày 21 tháng 8, Nga đã tiếp cận thành phố 4 km, theo báo cáo của thị trưởng Mironokrad. Tổng thống Vladimir Putin đã họp với các quan chức quân sự cấp cao hôm 24 tháng 8 về việc bẻ gãy đòn đột kích của Ukraine và lãnh thổ Nga tại khu vực Kursk và bàn các biện pháp để tiêu diệt, Thông cáo công bố trên kênh Telegram của Điện Kremlin cho biết, tại một trong những trụ sở của Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin đã có cuộc họp với chỉ huy nhóm liên quân và nghe báo cáo từ Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Kadasimov và Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Sergei Ruzkoi. Cũng theo thông cáo, nội dung cuộc họp là bàn về việc chống lại lực lượng Ukraine đột kích vào lãnh thổ khu vực Kursk và các biện pháp thực hiện để tiêu diệt, cũng như kết quả hiện tại của chiến dịch quân sự đặc biệt. Hình ảnh trong một đoạn video do Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Putin đang nghe báo cáo từ hai vị tướng này. Cũng theo nguồn tin, tướng Gerasimov đã báo cáo rằng bước tiến của Ukraine tại Kursk đã bị chặn lại. Đại tá quân đội Mỹ đáng nghỉ hưu Lawrence Wilkerson cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất đi lực lượng dự bị tốt nhất còn lại ở khu vực Kursk, trong khi Mỹ sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động quyết đoán nào để ngăn chặn tình trạng này. Ông Wilkerson nói trên kênh YouTube rằng. Lực lượng dự bị chiến lược của Ukraine ở khu vực Kursk là nơi duy nhất họ còn lại có những chiến binh giỏi nhất của họ. Và Putin sẽ đối phó với họ một cách chắc chắn, như ông ấy sẽ đối phó với vấn đề tiền tuyến ở phía Bắc và mọi thứ sẽ kết thúc. Theo ông Wilkerson, Mỹ không có kế hoạch đưa ra bất kỳ quyết định quy mô lớn nào về Ukraine, cho đến ít nhất là cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Đại tá cho biết, Điều đáng chú ý là chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn điều này và rất nhiều người nữa sẽ chết bởi vì chúng tôi đang chờ cuộc bầu cử ở Mỹ trước khi rời khỏi cuộc chơi. Phía Nga hôm nay đã công bố hình ảnh tấn công đảo rắn vào đêm 24 tháng 8 bằng máy bay ném bom Tu-22M3. Tên lửa Nga đã đạt được mục tiêu. Phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin rằng các tàu chiến của Ukraine đã đến hòn đảo này từ bờ biển Odessa. Lực lượng vũ trang Nga được cho là đã theo dõi cách quân đội Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng quân sự trên đảo rắn. Trong khi đó, lực lượng Kiev đã cố gắng khôi phục căn cứ quân sự trên đảo để sử dụng nó làm bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo vào bán đảo Crimea của Nga và các cơ sở hạ tầng khác ở khu vực Biển Đen. Ngay sau khi cơ sở hạ tầng quân sự bị hư hại do các trận chiến trước đó được xây dựng lại, một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa đã được tiến hành tại đảo rắn. Theo các báo cáo của Ukraine, một trạm trinh sát điện tử được chuyển đến hòn đảo ngay trước cuộc tấn công đã bị hư hại. Tờ Pravda trích dẫn sắc lệnh số 580 của Tổng thống Ukraine cho biết, Thượng tướng Oleksandr Syrsky được thăng quân hàm lên đại tướng. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8. Theo một sắc lệnh khác, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tướng Anatoly Bader-Helovik được thăng quân hàm lên trung tướng. Tư lệnh lực lượng hỗn hợp thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, chuẩn tướng Andrei Hanato được thăng quân hàm lên thiếu tướng. Ông Zelensky được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 8 tháng 2, kế nhiệm ông Valery Zaluzhny. Ngày 9 tháng 2, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Bader Helovic làm Tổng tham mưu trưởng quân đội. Ông Hanato trở thành tư lệnh lực lượng hỗn hợp vào ngày 24 tháng 6. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko gửi lời chúc mừng người dân Ukraine nhân ngày độc lập của Ukraine 24 tháng 8, nhưng không ủng hộ nước này tấn công vào lãnh thổ Nga ông lukashenko nói trong thông điệp chúc mừng người dân ukraine rằng belarus luôn dành sự tôn trọng đặc biệt và tình cảm ấm áp cho những con người nồng hậu chăm chỉ ở ukraine suốt một thời gian dài chúng ta đã tìm thấy sức mạnh trong sự đoàn kết cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn nơi trú ẩn và từng ổ bánh mì chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn và tự hào về thành tựu của nhau chúng ta giữ tình đoàn kết không chỉ vì cùng chung số phận mà còn bởi hy vọng hòa thuận giữa hai nước láng giềng trong thông điệp hôm 24 tháng 8, ông Lukashenko cho rằng Ukraine đang đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và ngôn ngữ hòa bình là điều quan trọng lúc này. Ông Lukashenko nói, Belarus về phần mình sẽ tiếp tục làm mọi thứ để bảo đảm an ninh trong khu vực càng sớm càng tốt. Cuối thông điệp, ông Lukashenko cầu chúc cho sự hòa bình và hòa hợp dân tộc ở Ukraine. Tờ Independent ngày 25 tháng 8 đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội True Social hình ảnh ông cưỡi sư tử dường như là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Bên dưới bức ảnh, ứng viên Đảng Cộng Hòa viết rằng chỉ có một Tổng thống có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trước đó vào hôm 18 tháng 8, tài khoản mạng xã hội True Social của ông Trump xuất hiện những hình ảnh về Taylor Swift cùng người hâm mộ nữ ca sĩ Mỹ được ông chia sẻ lại, kèm theo lời bình tôi đồng ý. Hình ảnh trên bị can thiệp bằng kỹ thuật deepfake công cụ dùng để thay thế chân dung người này bằng người khác và hoàn toàn không có thật, theo tờ The Guardian vào hôm 19 tháng 8. Hình ảnh ông Trump cưới sư tử được đăng trong bối cảnh, một thăm dò so của YouGov đưa ra cho thấy đối thủ tranh cử của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris vượt lên dẫn trước ở nhiều nội dung khảo sát. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 24 tháng 8 thông báo sẽ tham gia cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền vào ngày 27 tháng 9, chọn ra người kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida. Kết quả cuộc thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo thực hiện và công bố ngày 19 tháng 8 cho thấy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đứng đầu danh sách ứng cử viên mà người dân nước này coi là phù hợp nhất để kế nhiệm Thủ tướng Kishida. Cuộc khảo sát được thực hiện vài ngày sau khi thủ tướng đương nhiệm bất ngờ tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chủ tịch Đảng LDP. Theo cuộc khảo sát qua điện thoại trên toàn quốc được tiến hành trong 3 ngày, 17 đến 19 tháng 8, ông Ishiba nhận được 25,3% ý kiến ủng hộ. Tiếp theo là cựu bộ trưởng môi trường Shinjiro Koizumi với 19,6% và bộ trưởng an ninh kinh tế Sanae Takaichi với 10,1%. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ishiba đã ủng hộ chính sách tăng dần lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Đồng cho biết việc bình thường hóa chính sách tiền tệ nới lỏng có thể giúp giảm giá và thúc đẩy khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp. Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo rằng đời sống của người dân sẽ tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn. Hãng tin AFP trích lại một phần phát biểu của ông Stammer được công bố vào ngày 24 tháng 8, rằng chúng ta đã thừa hưởng không chỉ một hố đen kinh tế mà còn là một hố đen xã hội, và đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động và làm mọi thứ khác đi. Thành thật mà nói, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng ta trở nên tốt hơn. Công đảng của ông Stammer đổi lỗi tình hình kinh tế hiện tại do chính quyền tiền nhiệm sau khi vấp phải nhiều chỉ trích. Đảng này đang tìm cớ để tăng thuế, đi ngược với lời hứa tranh cử Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Richard Reed nói rằng đảng bảo thủ của cựu Thủ tướng Rishi Sunak để lại một lỗ hổng 22 tỷ bảng Anh, tương đương 29 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách năm nay. Ngày 24 tháng 8, Tổng tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al burhan cho biết lực lượng này không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Thủy Sĩ với nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Phát biểu tại Port Sudan, ông Bohan nêu rõ, quân đội Sudan không đến Geneva Ông Buhan không giải thích lý do cho quyết định trên, nhưng trước đó các lực lượng vũ trang Sudan SAF bày tỏ không hài lòng với thể thức đàm phán và chỉ liên lạc qua điện thoại với các nhà hòa giải. Trong khi đó, nhóm RSF có cử phái đoàn tới Geneva. Cuộc hòa đàm lần này do Mỹ khởi xướng từ ngày 14 tháng 8 được Thụy Sĩ và Ả Rập Xê Út đồng tổ chức tại Geneva dưới hình thức học kín nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân Sudan và thúc ép các bên đạt được lệnh ngừng bắn. Theo hãng tin AFP, Bangladesh đang hứng chịu đợt lũ lụt lớn quét qua nhiều khu vực rộng lớn của đất nước. Lũ lụt ở Bangladesh là hậu quả của đợt mưa gió mùa lớn kéo dài kể từ đầu tuần. Theo giới chức của Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai Bangladesh, lũ lụt đến nay đã làm 18 người thiệt mạng, 285.000 người phải đi sơ tán và khoảng 4,5 triệu người bị ảnh hưởng. Đường cao tốc và đường sắt giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chodokram cũng bị hư hại, khiến việc tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở Bangladesh trở nên khó khăn và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Người dân Bangladesh đã nỗ lực huy động nguồn lực từ cộng đồng để thực hiện cứu trợ. Nhiều người đã đến Dhaka vào hôm 24 tháng 8 để quyên góp tiền mặt, vận chuyển gạo và nước cho các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.